vô rừng lấy củi các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ lấy một số củi để về nhà chúng ta sẽ chế tạo đồ thôi nào. Chặt gỗ đây, chặt gỗ đây, chặt gỗ đây. Ôi, hình như sau lưng mình thấy có cái con gì đang tiến tới đúng không các bạn ơi? Hình như đó chính là cái gì vậy? Đó chính là cái gì vậy trời? À, là Saki Bidi sao? Tự nhiên đâu ra có Saki Bidi trong rừng vậy các bạn? Đừng quăng thịt tôi mà, đừng quăng thịt tôi mà. Tiếng ai cười vậy ta? Hình như nó phát ra từ cái ông Saki BD kia. Ôi sao ông lại cười? Nhưng mà cái giọng này quen lắm nha các bạn ơi. Đúng là tôi gần ngu ngốc. Ôi sao nó chửi mình là tôi gần ngu ngốc. Ôi cái giọng này quen lắm nha các bạn ơi. Hình như đây chính là giọng của thằng Huy Đức và thằng Giác các bạn ơi. Đứng lại cái con Saki BD kia ơi, đứng lại coi, đứng lại coi. Ê, nó chạy đâu vậy? Ôi, mình giờ mình mới để ý ở dưới cái bàn chân của nó có bốn cái bánh xe đâu kia các bạn. Đừng nói là, đừng nói là. Đứng lại cái tên Saki BD kia ơi, hình như nó đang đi tới hướng nhà tôi. Ôi thấy rồi, Quy mới dắt kìa các bạn ơi. À, thì ra lại là tụi nó nữa hả? Ôi, 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 mấy cái đứa kia, tụi bay đứng đây làm cái gì? Tại sao tụi bay lại cười? Ôi, cái con hả? Saki BD nè. Mày thấy con Saki BD tao mới chế tạo sao? Ôi, trời đất ơi, lại là mày chế tạo sao cái thằng tiến sĩ Huy Đấp này? Đúng rồi, mày nói nó xịn không? À, xịn cái gì mà xịn? Mày dám dùng nó để hù tao luôn hả, Huy Đấp? Đúng rồi, tao cho mày coi cái này hơi bị hay luôn nè. Cái gì mày, cái thằng này trời ơi. Nhìn thẳng mình cho màn hình đi. Ôi nhìn cho màn hình là sao? Không chỉ chúng ta có thể nhìn camera mà chúng ta còn có thể ghi hình lại được nữa. Trời đất ơi, cục này là cái cục mình tè dập này các bạn ơi. Nó dám quay lại, nó cho mình coi luôn. Trời đất ơi. Trời đất ơi, mày dám ghi lại cái cảnh tao tè dập sao cái tao quay lên này. Ôi trời đất ơi. Trời đất ơi, chị nó bị con cười tôi nè. Trời ơi, tức quá đi bà, tức quá đi bà. Giờ đó tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trả thôi. Trời đất ơi, các bạn ơi, nhục nhã quá đi mất. Cái cảnh tôi bị tè dầm mà tụi nó dám quay lại. Rồi tụi nó còn tính đăng lên mạng xã hội. Tôi chết tôi rồi, tôi biết kiếm cái lỗ nào tôi trốn xuống bây giờ. Mình tức quá các bạn ơi. Và bây giờ tôi phải chứng minh cho tụi nó rằng nếu mà tụi nó đụng vô tôi gà là sai rồi các bạn. Các bạn có cổ vũ cho tôi hả cái việc mà tôi sẽ xử lại chúng nó không các bạn ơi? Có thì hãy nhớ comment ở bên dưới cho tôi nha. Còn bây giờ thì tôi đang tức giận rồi. Và tôi sẽ cho các bạn thấy một thứ mà tôi đã giấu bao lâu nay các bạn. Đó chính là căn hầm bí mật của tôi. Tụi nó đã đụng sai người rồi. Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xuống căn hầm bí mật của mình. Đây chính là căn hầm bí mật bên dưới nhà tô gà các bạn ơi. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho ngày hôm nay rồi các bạn. Tôi biết sẽ có ngày này, sẽ có ngày tụi nó sẽ trôn tôi mà. Nên bây giờ tôi quyết định hôm nay tôi sẽ làm content chế tạo ra Speakerman. Và chính là con này các bạn có biết con này không thì đừng quên comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta đã có công thức chế tạo nó ở đây rồi. Thì bây giờ chúng ta hãy chế tạo nó thôi. À quên, nhưng mà trước đó chúng ta cần có những cái nguyên liệu đó. Chúng ta cần có một cái dao, một cái áo, một cái quần, một cái bàn tay và một cái loa. Sau khi chúng ta đã có đủ nguyên vật liệu, chúng ta chỉ cần đặt nó vào đây và chỉ cần gạt cái cần này một cái thì nó sẽ chế tạo ra được Speakerman các bạn. Chúng ta sẽ lên lại thang máy rồi đó. Mình sẽ đi kiếm cho đủ nguyên liệu rồi mình mới bắt đầu chế tạo rồi bắt đầu xử được tụi nó các bạn ơi. Được rồi, đi lên tôi làm mở cửa nè. À các bạn thấy kế hoạch xử lại tụi nó trả tù của tôi có hợp lý không các bạn ơi? Hãy nhớ coi hết video để xem tôi xử tụi nó như thế nào nha các bạn. Còn bây giờ lại đi kiếm nguyên liệu tôi nè, nhưng mà không biết kiếm ở đâu này, các bạn chỉ cho tôi chỗ đi các bạn ơi. Được rồi, mình sẽ lén lén qua nhà tụi nó xem tụi nó có không nha các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món thịt bò xào. Nhưng mà quên muối rồi, để lấy cái. Mình thấy được con dao rồi này các bạn ơi. Ơi lấy con dao này, lấy con dao. À cảm ơn chị Nabi nha. Đi thôi, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Ôi, mất tiêu con dao rồi. Hôm nay mình sẽ nhảy sexy dance nè, hãy cha. À, lên nhạc nè. Yo 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 yo. Có cái loa đây rồi các bạn ơi. Cho tôi xin cái loa đây ơi. Lấy 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 xuống lại, xuống lại, lấy rồi xuống lại. Chạy 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 chạy. Ủa sao lâu anh mất cái loa rồi? Ai ngày mai đi ăn đám cưới mình mua một bộ vest thật là đẹp luôn rồi. Trời đất ơi, vô chắc đẹp trai lắm luôn. Anh Jack nó mới mua bộ vest cũng là thứ mình đang cần luôn kìa các bạn. Rồi bây giờ đợi lúc nó đi mình sẽ chôn bộ vest của nó các bạn ơi. Ok, cho mình để đây. Rồi đi rồi Jack nó đi rồi các bạn. Được rồi, chôn bộ vest của nó tao nào. Lấy à đây rồi. Nãy giờ tôi đã lấy được gần đủ rồi các bạn. Còn thứ cuối cùng còn thiếu đó chính là cái găng tay thôi, nhưng mà không biết lấy ở đâu nữa các bạn ơi. Không lẽ là mình không thể kiếm được nó luôn sao? Ôi hình như đây có cái thùng rác. Có cái găng tay ai giục ở đây này các bạn ơi. Quá là hợp lý rồi. Mình dục lại mấy cái này coi, trời mấy cái này thối quá. Thôi được rồi, nhưng mà vậy là mình đã có đủ mọi thứ để có thể chế tạo được một con Speakerman rồi. Chúng ta chỉ cần đi xuống cái hầm bí mật của mình hả, với tất cả những cái nguyên vật liệu mình lấy ở đây. Đầu tiên đó chính là cây dao lấy từ nhà chị Nobi, cái áo, cái vest của lấy từ nhà Dắt, và cuối cùng đó chính là cái loa nghe nhạc từ nhà Huy Đức và cái găng tay từ cái thùng rác. Và chúng ta chỉ cần đặt theo thứ tự. Được rồi, bây giờ mình coi đầu tiên là chúng ta chỉ cần đặt cái loa ở trên đầu này, hãy cha đó, vô liền. Cái thứ hai đó chính là con dao ở bên phải, hãy cha đó. Ở giữa đó chính là một cái áo, ở dưới là cái quần, và bên phải đó chính là cái găng tay, hãy cha. Ô, hình như cái đèn nó đã đổi thành màu xanh rồi nè các bạn ơi. Hồi nãy nó màu đỏ, nếu mà nó có màu xanh tức nghĩa là chúng ta đã đúng công thức để có thể chế tạo được con Speakerman rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần gạt cần một cái thôi là được các bạn. Coi sẵn sàng chưa? 3, 2,
ta chỉ cần lụm nó lên và các bạn nhìn nó nhỏ vậy thôi, nhưng mà khi chúng ta quăng ra nó sẽ trở thành một con robot khổng lồ vô cùng ấn tượng đó các bạn. Các bạn hãy đợi đây, bây giờ mình sẽ mở cửa ra đi ra ngoài và chúng ta chuẩn bị thử nghiệm cái con robot mình vừa chế tạo xong như thế nào nha các bạn. Được rồi, mình phải kiếm một chỗ rộng rộng một chút xíu đây rồi. Bây giờ mình sẽ quăng nó ra nè các bạn. Hãy cho bom rồi đó coi, đúng như mình nói luôn các bạn, nó rất là bự, nó rất là bự, mình chỉ bằng một cái chân của nó thôi các bạn. Và cái con robot sẽ biết cơ khổng lồ này quá trời là bự luôn. Và các bạn thấy chưa, bây giờ với con này mình đã có thể đủ để hả trả thù được tụi nó chứ các bạn ơi. Thì các bạn đừng quên coi hết video để xem mình xử nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy đi vô bên trong cái con Spiderman này để điều khiển nó thôi nè các bạn. Chạy vô này hãy cho. Ôi tôi vô được bên trong cái con Spiderman rồi nè các bạn ơi. Ôi giời ơi, như mình đang điều khiển chính nó luôn nè các bạn ơi. Để mình xem. Ô bên trong nhìn nó rất là ngầu, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Còn bây giờ thì chúng ta hãy điều khiển cái con Spiderman này đi qua nhà tụi nó thôi nè các bạn. Ôi giời ơi, điều khiển hơi khó, mình chưa quen điều khiển hết. Nhưng mà nhìn nó lực lưỡng, nó mạnh, nó ngầu quá các bạn ơi. Trời ơi, tức quá, chắc chắn là thằng Toga lấy cái loa của mình rồi. Mình phải đem con Skibidi này qua xử mới được. Ô thằng Huy nó lại tính đem cái con Skibidi qua xử tôi kìa các bạn ơi. Được rồi, Skibidi đi đi. Ô hello hello Skibidi, ôi giời ơi, đang đi tới chỗ mình kìa các bạn ơi. Hello Hinup. Trời ơi, cái con gì bự quá vậy? À, người đâu có nhận ra ta đâu, ta chính là Spiderman. Ôi giời ơi, cái con Skibidi bây giờ nó nhỏ xíu dưới chân mình luôn này các bạn ơi. Trời ơi, Skibidi tiêu diệt nó đi. Ôi giời, nó tính điều khiển Skibidi tiêu diệt mình. Ôi giời, Skibidi làm gì? Ôi giời, nó tông vô cái chân mình kìa các bạn ơi. Không có hề hấn gì luôn, trời đất ơi. Trời đất ơi, cái con Skibidi này nó tính dùng trứng chọi đá các bạn ơi. Được rồi, người đã xong chưa? Còn bây giờ thì tới lượt ta này Skibidi ơi. Được rồi, mình dẫm cho nó một phát nè các bạn ơi. Hay Skibidi mày đi rồi, còn bây giờ thì tới lượt mày, cái đứa mà dám hù tao tè dầm luôn nè. Mày đứng lại đó cho tao, không ai cứu được mày đâu. Ở đâu Huy, Huy nó chạy rồi đây các bạn. Mày chạy đi đâu, mày chạy đâu, mày chạy đâu. Được rồi, để mình thử mình dẫm nó một phát xem thử như thế nào các bạn. Được rồi, hai cha mày nè con. Trời ơi, mạnh quá đi mất các bạn, một dẫm là bay luôn. Đã xử xong Huy nấp rồi các bạn. Và bây giờ tới lượt ai các bạn biết không, đó chính là tới hả chị Nabi kia các bạn. Được rồi, bây giờ để xem chị Nabi đang làm cái gì các bạn. Được rồi, để coi. À, chị Nabi vẫn đang đứng làm gì thịt bò vậy ta. Ui, okay. Trời đất ơi, không biết ai lấy con dao của mình phải tìm con dao mới nè. Ồ, có con dao mới rồi là em chứ ai. Được rồi, để mình hù chị Nabi coi. Hello chị Nabi, hello, nhìn ra ngoài này nè. Trời đất ơi, cái gì em cười khổng lồ chạy. Ôi, chạy rồi, chạy rồi, dám chạy rồi, dám chạy rồi, tưởng chạy được khỏi em. Được rồi, mình sẽ đứng trên mái nhà, mình sẽ dẫm chân xuống. Hai trời ơi, ơi một phát lụng cái nhà luôn. Đập cái nữa này. Hai trời ơi, mạnh quá đi mất. Thôi cái nữa này hãy cha được rồi. Ôi giời ơi, trời ơi, mình bự quá các bạn. Nhìn mọi thứ xung quanh nó nhỏ xíu. Ồ, không biết chị Nabi trốn ở đâu ta. Đừng mà, tôi không nói là tôi trốn trong phòng ngủ đâu. Ôi trời ơi, cái gì vậy, tự cay là trốn trong phòng ngủ luôn à chị Nabi. Ha ha, trời mất cửa. Được rồi, đập cái cửa này. Hãy cha mẹ cái cửa này. Ô, lộ rồi nha, ai bảo tự cay chứ em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy chị dám cười em tè dầm thì bây giờ em cho chị nếm mùi sợ hãi là như thế nào nè. Hãy cha. Mình sẽ sử dụng cơ thể khổng lồ này để cầm chị Nabi lên. Hãy chơi, tôi cầm được chị Nabi lên rồi này các bạn ơi. Không bao giờ, không bao giờ thả lỏng vậy đó các bạn. Mình đang cầm chị Nabi lên đây các bạn, nhìn lên tay nè. Giờ sao ngon ngon thì hả, tự xuống đi chứ không bao giờ thả đâu. Ôi ơi, cầm chị Nabi mình chạy bộ lên đây các bạn. Trời ơi, nhìn mắt tôi ơi, trời cầm bự quá trời luôn này các bạn. Ôi trời ơi, không bao giờ. Mình tới nhà làng dắt ở đây các bạn nghe không biết chắc không. Thằng mà nó lấy bộ vé của mình rồi sao mai đi ăn đám cười. Còn hùa vô giá quy đắp cho tôi nè chứ mới tức chứ các bạn ơi. Trời ơi, giờ sao, giờ sao hả? Không bao giờ thả. Ok vậy. Ôi, quy đắp ghê các bạn ơi. Trời ơi, sao nó chế tạo ra con robot Skibidi gì vậy? Mày không thả bạn tao ra, tao đấm mày nha. Ôi trời ơi, cái thằng này, ôi mày ngon mày. Được rồi, được rồi, từ từ, bây giờ để mình đặt chị Nabi với dắt lên cái cây cao nhất trên kia. Được rồi, hai người ở đây nha, hãy cho. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Được rồi, hai người ở yên trên cây này nha. Còn bây giờ để tôi đi xử lý cái thằng Huy đắp đâu. Thằng Huy đắp đâu rồi, tao Huy đắp đâu rồi hả? Nó kia kia, mày ngon mày lại đây, tao Huy đắp Skibidi kia. Con hai ơi, trời đất ơi, nó mạnh quá vậy. Ôi trời trời ơi, nó đấm một phát tôi bay qua vô rừng luôn trời ơi. À, mày sao, mày Skibidi đi. Mày đắp Skibidi, mày đắp con. Tôi bay lên thấu tận trời xanh luôn. Ôi da, bây giờ chúng ta phải nâng cấp mình lên một chút xíu thôi. Bây giờ tôi muốn có kỹ năng mới và người có thể giúp tôi đó chính là các bạn. Trong 3 giây tới các bạn hãy bấm subscribe và like cho video của tôi đi. Được rồi, 3, 2, 1, boom. Tôi cảm nhận
nhận mình đã có kỹ năng mới rồi, đó chính là kỹ năng trưởng âm thanh. Các bạn, tôi trưởng thử này, hay trời, mình trưởng được âm thanh nè các bạn. Hơi bị xin chiu chiu chiu. Được rồi, cái con thần kia đi rồi, đấy rồi, tôi tới, tôi trưởng mày nè. À nó kia các bạn ơi, tôi trưởng mày nè. Rồi, chuẩn bị trưởng lên đây. Mày. Tới mày nè. Ôi ơi, tới rồi. Mình trưởng là trưởng. Ôi trưởng mày nè. Skibidi của tao. Chịu rồi, đi Skibidi cái gì vậy? Ôi ơi, đó rồi, đó chịu rồi. Nè, Skibidi kìa các bạn ơi. Ôi, nhưng mà nó đông quá, bạn mày dẫm lên con này lại. Mày nè, trưởng âm thanh tụi bay này. Trời, tụi nó bay lên trời luôn kìa. Được rồi, kết liễu tụi bay này. Hay cha. Được rồi, xong mấy con Skibidi con của mày rồi. Bây giờ tới là con Speakerman của tao nè. Những đứa con Speakerman của ta xuất hiện đây rồi. Đó chính là đứa con ta. Được rồi, bây giờ tấn công là WWE. Trời ơi, đó chính là đứa con của mình. Được rồi, trưởng là hai đứa bay hai bên để trưởng vô lỗ tai của nó cho nó điếc tai luôn đi nè. Let's go. Được rồi, hai cái loa của ta đi, trưởng vô đầu nó nè. Ôi, trưởng vô đầu nó kia các bạn ơi. Rồi, chết mày, chết mày con. Ôi, nó trưởng vô đầu WWE các bạn ơi. Tức đầu quá, chịu hết nổi rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này, chúng tôi mong rằng một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem video.